chào ở nhà nha. Xin chào ở nhà. Hôm nay hai đứa cháu mình đi bắt ốc về làm ẩm thực đó nha ơi. Bắt được đấy, đừng bắt nhỏ. Con này bự quá. Đây hai con rồi. Hai con rồi thấy không? Bắt được không? Đây chút nắm tay. Cầm xuống bắt. Con kia đâu? Con kia mất tiêu. Đó, nó lặn dưới đó. Bên kia kìa, bên phải kìa. Ôi, hai con luôn. Tiền té đó. Rồi, đứng dậy đi. Đi thẳng luôn được, thẳng luôn. Thẳng ra bờ mương. Không tới. Đi lòng ra nó kìa. Rồi bước xuống. Biết lội mà không? Không. Không biết lội hả? Không. Không, không sao đâu, cạn à. Đi đi tới đi, không sao đâu. Đi xuống luôn. Đó, cạn hiều. Cái tay con nó đó, ngay đi để cây á, ngay để cho muốn đi xuống dưới này, chích này nè, đây nè, đó ngay nhìn xuống, đó ngay chân con mới bước đó, ở cặp đó, mò xuống dưới, trời ơi, bự quá, nè, cái con này nè, cái con bự thôi, nè, rồi con bự thôi. Ốc phải cỡ cục này. Này cũng kìa, nhỏ kìa. Hai con trong kìa. Phía trong á. Dưới nhìn xuống, nhìn dưới cái chân con. Đây à. Đây nè. Thấy chưa? Ừ. Hai con đó thôi. Con này nữa nè. Trời ơi, cái này bự gì không bằng kia. Ăn con gì vậy trời? Nó thịt của nó. Dưới giò đi con. Ôi có ốc luôn kìa. Ôi mò kiếm mấy ốc. Ôi cũng sâu à. Sâu chứ. Dưới giò không.
ta đô mạnh lần trước đi. Cãi quá trời luôn. Không chờ rồi, chờ con bắt cái cạn nè. Đâu? Quá trời luôn, ở trong không biết nè. Lên lên, chạy xuống bắt. Quá trời. Được cái gì hả luôn. Còn con nè. Con có bự quá trời luôn. Thả lại cho nó nha. Thấy em sống không quen. Quét quên. Giờ nay đã. Có lắm. Chân trời ở đậu. Mò ơi. Đăng ký kìa. Ừ, chích đằng kia nữa. Chích đằng kia nữa kìa. Thấy không? Đây này. Ừ. Chất. Con này nhá. Ba con chào bá luôn. Kẹo bộ. Kẹo bộ di động á. Đây có cây nhau rồi. Trời hổng, có trái luôn. Có đó, trái bự bự không á. Khó ăn lắm. Ủa, có cái gì cơ? Ờ, đá mại. Không có, chịu bà hậu vô đây là có ốc gần cả tí luôn á. Ừ, thấy xa xa đằng kia không? Ta đang làm cãi á. Đó, bự bự thôi cả nhà ơi. Bự bự thôi, sợ luôn đi. Ôi ôi, ốc kìa. Lấm, lấm. Rồi, lên lên đi. Không thấy nữa. Không, thôi đi luôn đi ông. Ông bắt cá dở quá. Trời ơi. Có nguyên vườn mận luôn cả nhà. Vừa đó kìa. Ồ, có trái luôn kìa. Ừ. Thấy không? Thấy mận có trái không? Nè. Có đó. Ừ, họ đó. Hai trái đó cả nhà. Những đây nữa nè. Ừ. Kìa, chú gần lắm kìa. Thầy ổng nhớ cười chứ. Chào.
nguyên một bầy cái gôn nó leo lên. Ừ, cái chùm xoài đó cả nhà. Bội thơm. Hạnh quá trời luôn. Đi về nhà nhìn thử có không? Nói gì? Nãy đi chợ mát mà chị nóng quá trời. Thích nước quá à? Ai gì? Đúng rồi. Ui, con gì vậy? Thẳng luôn. Thẳng luôn. Ừ. Đi xuống kia vô bùa nước chỗ. Có mít trái bự quá cả nhà. Chết rồi. Chết. Đây nè. Đi. Đi chưa? À chưa mệt ngồi đây nghỉ chút đi. Được á. Hai chú cháu ngồi nghỉ chút xíu cả nhà, thì sáng giờ mới bắt được có nhiều đéo. Con này bắt chơi được nè. Con gì vậy? Chị không Thảo nè. Mai tới tháng này còn nở. Ngoài tới quý quá. Giờ ai còn nuôi bò ở đây là già lắm mấy con. Bán một con ra gần mấy triệu mà. Mấy con? 5 con. 5 con, 6 con luôn. 6 con. Một con nó ngồi ở dưới. Đâu? Ngồi đâu? Ở dưới. Ôi, 7 con. Hình như vậy. Nó ra đường lề rồi. Đi chắc 8 tháng mới ra được. Hay quá vẹo rồi. Khoa này khoa gì chứ. Lúc đầu mới thì con tưởng như thế là con cua. Thank you.
tới như cái cầu á, mình vô có cửa ở trên dưới ở chưa có.